tục quay lại với nội dung phim Phàm Nhân Tu Tiên. Sau khi làm xong chuyện ở chỗ Tề Vân Tiểu, Hàn Lập liền rời đi. Hắn nhận xét, trong hai người này, một người đơn thuần chân thành, người còn lại thì thông minh cẩn thận, có thể làm ra ngũ hành trận đảo ngược thì bản lĩnh không tầm thường. Nếu thực sự có một ngày nhất định phải rời khỏi chỗ này, vậy thì mang theo hai người bọn họ cũng chưa chắc không thể. Vậy nhưng đây là chuyện sau này, để lúc đó rồi nói sau. Nơi tiếp theo mà Hàn Lập hướng tới là kinh thành. Bởi vì lần đầu tiên đi tới nên cũng khá bỡ ngỡ, bên trong kinh thành vô cùng náo nhiệt. Tu tiên giới đang đánh nhau rứt đầu mẻ chán, ấy vậy mà nơi này vẫn phồn hoa như cũ, không hề hay biết. Từ điều này tới xem, thất đại phái đúng là rất ít can thiệp vào vương triều thế tục. Trên đường đi vô tình gặp mặt hai ông cháu luyện khí kỳ, người cháu tên là Tiêu Thúy Nhi, luyện khí tầng thứ 5, ông già gọi là Tiêu Chấn luyện khí tầng thứ 9. Đúng như lời dặn của sư phụ, Hàn Lập tìm tới tần phủ, vậy nhưng mới tới nơi đã bị người quản gia Tần Quý khinh thường. Rõ ràng trên cửa có ghi hai chữ tần phủ, chẳng lẽ tên tiểu tử này không biết chữ hay sao mà còn hỏi. Hàn Lập hạ giọng muốn gặp chủ nhân quý phủ, lời này lập tức khiến lão ta đứng hình mất mấy giây. Tưởng rằng hắn tới xin việc nên bộ dạng lão khinh thường ra mặt. Hàng năm tần phủ bọn hắn có vô số người muốn vào. Nếu như xếp hàng thì có thể kéo dài từ cửa Đông Kinh Thành tới cửa Tây. Bởi vì không thể bại lộ thân phận nên Hàn Lập đành phải tiếp tục giả vờ. Hắn gọi Tần đại nhân là thế thúc của mình, còn có phong thư làm chứng. Lão già kia sau khi nghe rõ ràng liền hoảng hốt, giọng điệu lập tức trở nên cởi mở, nịnh nọt các kiểu rồi mau chóng đi vào trong thông báo. Hàn Lập nhanh chóng được dẫn tới gặp Tần đại nhân, mà tin tức này cũng được Tần Quý bẩm báo với Tần phu nhân và nhi tử. Bọn họ tò mò về mối quan hệ giữa Hàn Lập và lão gia tử cho nên chạy tới nghe lén. Lão gia này là Tần Ngôn, gia chủ của Tần gia. Mặc dù lão là người của triều đình, tuổi tác đã cao, vậy nhưng suy cho cùng vẫn là phàm nhân. Cho nên gặp Hàn Lập vẫn phải cung kính lễ độ. Sự xuất hiện của hắn làm cho lão vô cùng vui mừng, vậy nhưng cũng thắc mắc. Lúc Tần gia gặp phải tai họa ngập đầu, Lý Hoa Nguyên hứa chắc chắn sẽ viện thủ, cho nên lão tò mò muốn biết lần này Hàn Lập có phải đến vì điều đó hay không. Hàn Lập không trả lời rõ ràng, chỉ cần biết là lần này tới đây đúng là bảo vệ Tần gia. Tần Ngôn nghe vậy liền quỳ xuống cảm tạ, biết ở bên ngoài có người nghe lén, nên hai người lập tức trao đổi vị trí thân phận, tránh cho Tần phu nhân nhận ra. Tần thiếu gia biết Hàn Lập có quan hệ với phụ thân mình liền không vui. Nhất định là nợ phong lưu của lão cha đến đây để chia tài sản. Hàn Lập nhanh chóng được dẫn tới phủ. Dựa theo lời quảng cáo, đây chính là biệt viện tốt nhất của Tần phủ. Không phải khách quý thì không thể tùy tiện vào. Bề ngoài giọng điệu cười mời như vậy, vậy nhưng thực chất Tần phu nhân bảo Tần Quý tìm hiểu nội tình của hắn, cho nên lão cố gắng thăm hỏi, sử dụng nhiều thủ đoạn thăm dò, vậy nhưng vẫn không thu được chút manh mối nào. Hắn thừa biết trong đầu lão ta nghĩ gì nên cũng cười thầm. Bởi vì mới đi tới, cho nên hắn muốn hỏi thăm tập quán lẫn tin tức thời sự trong kinh thành gần đây. Tần Quý nhiệt liệt giảng giải. Từ sau khi đụng độ Hàn Lập, hai ông cháu liền chẳng cách chạy trốn ngay trong đêm. Lão biết tu vi của Hàn Lập cao hơn mình một cấp độ, không phải những tán tu như bọn lão có thể đồng chạm. Thùy Nhi cảm thấy hứng thú, hay là cứ đưa khối gia thú cho hắn, nói không chừng có thể đổi được đan dược tốt hay pháp khí. Tiêu Chấn vội vàng khuyên ngăn, lòng người hiểm ác nên đề phòng, với thực lực của hắn, bọn họ căn bản không thể phản kháng. Hơn nữa lão còn lo ngại rằng hắn ngoài chủ đạo thư vô danh này ra vẫn còn có chủ ý khác. Trong thời gian này vẫn còn có vài tán tu đều mất tăm mất tích, lần này lại xuất hiện người lạ, nếu không phải người của thất phái thì chính là cao thủ ma đạo. Thùy Nhi nghe vậy vẫn tự tin, bọn họ giỏi nhất là chạy trốn. Lời vừa mới dứt thì trước mặt đã bị một tên quái nhân chặn lại. Tiêu Chấn lập tức yêu cầu cháu gái bỏ chạy, còn bản thân lão sẽ ở lại tranh thủ thời gian. Gặp nhau còn chưa kịp chào cầu nào, hai người đã lao vào nhau chiến đấu. Một ông già đánh nhau với một thanh niên trai trắng bụng sáu múi, kết quả là ông già bị thanh niên đập cho sấp mặt và lùi đi. Thùy Nhi ở phía sau quan sát thấy cảnh tượng này vô cùng hoảng sợ, bởi vì bản thân có bí pháp đặc thù ẩn giấu khí tức nên không bị phát hiện. Ngày hôm sau, Hàn Lập cảm nhận được ấn ký trên người lão già biến mất nên đi tới nơi xảy ra xung đột để kiểm tra. Vết tích linh lực vẫn còn, xem ra mới xảy ra chuyện không lâu. Hắn cảm nhận được tên hung thủ kia là luyện khí kỳ viên mãn. Chẳng trách, lão già kia không phải đối thủ. Đám năm người này được gọi là Mông Sơn Ngũ Hữu. Thực lực đều trên luyện khí kỳ 10 tầng, lão đại của bọn họ đều là ông già nhiều tuổi nhất. Mặc dù đều là cường gia tu tiên, vậy những đầu óc đám người này lại có vẻ khá đơn thuần, nghịch ngợm lông bông như trẻ con. Tất cả hành động của năm người đều bị Hàn Lập thu vào trong mắt. Nhờ thuật nghe lén, hắn nhận ra đám người này đang cố ý thoát khỏi một thế lực nào đó và dường như thế lực kia chính là chủ mưu cho các vụ mất tích. Từ điều này tới xem, Hàn Lập biết kinh thành cũng không yên tĩnh như vẻ bề ngoài của nó, có không ít tán tu trà trộn vào trong thành. Đột nhiên Thúy Nhi xuất hiện cần xin Hàn Lập đi cứu ra xa. Dựa theo lời của nàng, chúng ta biết được rằng tháng trước là cao ca Lý Gia Thành Đồng mất tích, 3 tháng trước là Triệu Tỷ Tỷ, tháng này chưa qua được một nửa thì lại còn mấy người không thấy nữa. Tờ giấy nàng đưa cho Hàn Lập là công pháp kỳ quái mà bọn họ nhặt được. Nhìn dáng vẻ thành khẩn của cô nàng, lại thêm việc lấy đồ của người ta, cho nên hắn không thể không giúp đỡ.
Chỉ có điều hắn không dám đảm bảo có thể tìm thấy người ngay lập tức, nên yêu cầu nàng ở lại trong thành đợi thêm mấy ngày đợi tin tức. Hắn suy đoán kẻ tập kích tương tự như yêu thú cũng không phải bị giết tại chỗ mà là bị bắt đi. Rốt cuộc là ai đang bắt những tán tu này, thủ đoạn không giống với ma đạo gây nên. Bản thân vừa đến, hắn vẫn nên quan sát trước, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn qua một lượt tờ công pháp, tên của nó là Liễm Khí Thuật, bởi vì không hiểu nội dung nên trước mắt cứ thu lại đã. Buổi tối, Hàn Lập cùng với Tần Ngôn và tên thiếu gia đi tới Hình Vương Phủ. Hình Vương gia chính là thân đệ đệ của Đường Kim Thánh Thượng. Vì cao quyền trọng, hắn bệnh nặng mới khỏi nên bày rượu yến khách. Tần Ngôn không dám từ chối nên chỉ có thể làm phiền Hàn Lập cùng nhau đến dự yến tiệc. Mới bước vào, Vương Ích quản sự của Vương Phủ đã ra tiếp đón. Hàn Lập nhận ra tên quản sự này là người luyện võ, chí ít có 30 năm khổ công. Nếu theo cảnh giới võ học của phàm nhân, có thể miễn cưỡng xem như là cao thủ cấp tông sư. Ấy vậy mà lại chỉ có một nô gia quản sự. Thăm dò sâu hơn, hắn phát hiện một luồng sóng linh lực quỷ dị trên người lão ta, giống như là yêu thú vậy. Ngoài ra hắn còn biết được Vương Ích của Ngũ Sắc Môn làm chầu, hung thủ gây ra vụ diệt môn cho Mặc Sàm. Rất nhanh, tiệc rượu cũng bắt đầu, người này chính là Hình Vương gia, trên người không có dấu vết của linh lực nên cũng chỉ là phàm nhân. Ngoài ăn uống hỏi thăm thì lần này ông đặc biệt mời thanh niên tài tuấn của các nhà tới, chính là có một cơ duyên to lớn muốn ban tặng cho bọn họ, lão mời tới một vị tiền sư. Sau tiếng hiệu lệnh, trên bầu trời lập tức xuất hiện một con chim lửa, nó lượn lờ vài vòng, Hàn Lập nhận ra tất cả chỉ là trò bịp. Đây chẳng qua là hỏa đạn thuật tầm thường, đùng một cái là phương pháp khống chế rất tinh diệu. Ngay sau đó lão gia đôi gọi là tiền sư cũng bước vào, bộ mặt vô cùng cao ngạo. Cùng lúc này, Mặc Khải Hoàn cũng dịch dung xâm nhập vào bên trong Hình Vương phủ, đóng ra làm người hầu. Vương Ích cho biết, lần này Vương gia khỏi bệnh là do vị tiền sư này xuất thủ. Ngài ấy đã nhận tiểu Vương gia trong phủ làm đệ tử thân truyền, còn đồng ý với Vương gia ở đây tìm kiếm người hữu duyên, dẫn vào tiên đô chuyển thụ trường sinh chỉ pháp. Cả đám nghe vậy liền ngạc nhiên, tu tiên giả muốn thu đệ tử, đây là cơ duyên vô cùng hiếm có. Hàn Lập nhận ra lão gia này chính là tên luyện khí tầng 5. Lão ta lên tiếng gọi mọi người lên thử xem có đủ tư cách tu tiên hay không. Biết Tần Ngôn lưỡng lự, Hàn Lập liền chuyên âm cho biết, người kia không phải là ma đạo hay yêu nhân, vậy nhưng tu vi quá thấp. Đi hay không thì do ông phải xem chính mình. Ông chưa kịp cho ý kiến thì đứa con trai đã chủ động tiến lên xếp hàng thử sức. Lão gia kia nhanh chóng lấy ra một quả cầu để kiểm tra linh căn. Chỉ những người có linh căn thì mới có thể tu luyện, những người không có thì cho tiền cũng không thể. Trong lúc mọi người đang tập trung vào cuộc kiểm tra thì Hàn Lập đã lẹn đi qua chỗ khác. Cùng lúc đó tên Vương Ích cũng đi ra phía sau gặp mặt tên đệ tử thân truyền của đại nhân nhà hắn. Tên thiếu niên này chính là kẻ đã tấn công hai ông cháu Thúy Nhi. Bọn hắn biết tu tiên giới bây giờ đang xảy ra chiến tranh khốc liệt, tán tu lạc đàn ngày càng ít, giờ nhận được thêm một tên có linh căn thì thính một tên. Âm thầm theo dõi bọn họ nói chuyện, Mặc Khải Hoàn hoảng sợ suýt nữa thoát ra tiếng, may mà có Hàn Lập kịp thời ngăn cản. Gặp lại nhau nàng ta rất vui, vậy nhưng Hàn Lập lại tỏ ra giữ khoảng cách. Mặc Khải Hoàn cho biết, tên cầu tăng Vương Ích là môn chủ làm chầu Ngũ Sắc Tôn, từng là tri kỷ với phụ thân nàng. Vậy nhưng sau khi phụ thân mất tích, lão bắt đầu nhắm vào Mặc gia, về sau Mặc phủ chính là bị hủy trong tay lão. Nàng vất vả làm mới trà trộn được vào đây, mục đích chính là muốn tìm cơ hội ám sát tên cầu tặc kia báo thù cho mọi người. Hàn Lập cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể thành công, lão tài chính là tu tiên giả, không phải là người mà nàng có thể đối phó. Chuyện Mặc phủ, hắn rất tiếc, vậy nhưng lão xa đó liên quan tới một đại án của ma đạo, liên lụy rất rộng, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận, cho nên nàng không ứng phó được, tốt nhất vẫn là quay về đi thôi. Biết không có hy vọng, vậy nhưng Mặc Thải Hoàn vẫn muốn làm, sinh mệnh phàm nhân như nàng vốn nhỏ bé thì nàng vẫn muốn sống như vậy. Nàng chủ động ôm Hàn Lập mà Hàn Lập lại không dám đáp lại, biết đã không có kết quả, vậy thì càng không nên làm cho nàng ta có thêm hy vọng. Huống hồ hắn cũng đã có mối quan hệ với Nam Cung Uyển. Hắn đưa cho Mặc Thải Hoàn một tấm phù bảo mệnh, lúc nguy cấp sẽ tự động kích phát, có thể ngăn cản một kích của tu sĩ luyện khí kỳ. Chia tay với mỹ nhân, Hàn Lập liền quay lại bữa tiệc quan sát. Kết thúc tiệc rượu, lão gia liền vui mừng trở lại phòng. Hàn Lập đã ở bên trong chờ sẵn, biết bản thân mình gặp phải cao thủ nên lão ta vội vàng cung kính tạ tội. Hàn Lập trực tiếp hỏi thăm tên tuổi, sư thừa ở đâu, thêm cả phương pháp khống hỏa chi thuật nữa. Lão ta không dám giấu, tự khai ra tên của mình là Ngô Tam Tinh, một kẻ tán tu không môn không phái, còn phương pháp khống hỏa chi thuật là tự học mà ra. Đây vốn là trò vặt, ngày thường cũng chỉ để lừa gạt những kẻ phàm tục bên ngoài. Vì là người lăn lộn nhiều nên chủ động dâng lên phương pháp khống hỏa. Hàn Lập cũng không muốn lấy không, hắn nguyện ý dùng đan dược hay tài nguyên ra trao đổi. Lão ta nghe vậy liền muốn xin ít đan dược đột phá bình cảnh. Hàn Lập nhanh chóng lấy ra đan dược rồi yêu cầu, chỉ cần giám sát tinh tiểu vương gia và vương quản sự là được, có gì khác thường là phải báo cáo ngay. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem tiếp nhé. Video của mình tới đây thôi, xin chào và hẹn gặp lại.